2022 thì Quốc hội cũng đã tổ chức giám sát một số cơ quan đơn vị cũng như ở địa phương về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cho rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng, rất là hệ trọng. Tiết kiệm mà trong đó có lãng phí, cái lãng phí nó cũng song hành như tham nhũng, mà người dân hiện nay người ta cũng rất là quan tâm tới vấn đề lãng phí. Trong tham nhũng trong thời gian qua phải nói rằng là chúng ta phá rất nhiều đại án về tham nhũng, nhưng lãng phí chúng ta chưa có phá được cái vụ án nào gọi là lãng phí, mà lãng phí hiện nay nó đang rất là phổ biến rất nhiều nơi, rất nhiều chỗ, còn tham nhũng thì chỉ ít nơi ít chỗ thôi. Cho nên cái việc mà Quốc hội giám sát cái tiết kiệm chống lãng phí là cực kỳ quan trọng, và trong thời gian qua mà được đa số người dân rất đồng tình ủng hộ. Qua công tác giám sát của Quốc hội thì các đoàn đại biểu Quốc hội cùng các ủy ban của Quốc hội tham gia thì mình thấy toát lên những cái vấn đề nó rất là quan trọng. Đó là cái việc mà cái chấp hành về kỷ luật kỷ cương đó, trong ngân sách đó, trong đầu tư xây dựng đó, trong giải ngân của một số cơ quan đơn vị thì nó cũng còn chưa nghiêm. Tuy nhiên mặc dù nó không phổ biến nhưng đã có một cái sự là chuyển biến rất tốt rất nhiều. Trong nhiều năm nay, qua cụ thể của năm 2022 này thì tỷ lệ giải ngân cũng như tỷ lệ đầu tư vốn và cái việc mà vốn chờ công trình hoặc công trình chờ vốn thì cũng đã khắc phục được. Tuy nhiên phải nói rằng là Quốc hội cũng qua giám sát thì Quốc hội đã chỉ ra những cái hạn chế thiếu sót rất là lớn trong cái việc mà lãng phí trong cái đầu tư công. Trong cái đầu tư công thì tôi nói ví dụ như là giải ngân chậm, nó cũng là một cái lãng phí, gì nếu mà giải ngân chậm thì công trình ở ngoài thì không thể nào mà thực hiện được, nó không quay vòng được, rồi thậm chí là công trình có khi là chờ vốn, mà vốn có mà không giải ngân được là do những cái thủ tục nó ràng buộc, nó chưa phù hợp với thực tiễn cho bị ách tắc, rồi một số công trình lại là bị đắp chiếu chùm mền là không tiến hành thi công được vì do những vướng những gì mặt pháp lý. Đấy là những đó là những cái tôi nói những cái lớn mà trong thời gian qua công tác lãng phí, còn những cái lãng phí nhỏ vụn vặt của những cái cơ quan đơn vị nữa trong chi tiêu, trong thực hành tiết kiệm vân vân, những cái lãng phí trong đầu tư công, trong lãng phí trong chi thường xuyên, lãng phí trong cái hoạt động công vụ cũng đã xảy ra một số nơi. Tuy nhiên như vậy thì phải nói rằng là mình nói thì nói như thế, mình thấy được những cái hạn chế thiếu sót đó rồi, nhưng tôi nghĩ rằng là theo đánh giá của Quốc hội, theo đánh giá của báo cáo của đoàn giám sát là các ngành, các bộ ngành của Trung ương cũng như là các địa phương cũng đã có chuyển biến rất là tích cực trong cái việc mà giải ngân vốn đầu tư công và trong cái việc mà lãng phí trong cái chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị. Vâng, vậy trước đây thì hồi sáng nay thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã thay mặt Chính phủ đã trình bày cái báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong báo cáo cũng đã đánh giá rất rành mạch, rất cụ thể về những cái mặt được, những cái nguyên nhân được và những cái hạn chế thiếu sót trong cái thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo có trong báo cáo thì tôi phải nói rằng tôi đánh giá rất cao cái quyết tâm của Chính phủ trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong công tác tiết kiệm, trong công tác chống lãng phí của các cơ quan đơn vị của mình, đặc biệt là các bộ ngành mà sử dụng vốn đầu tư công nhiều, đặc biệt là những cơ ngành mà nhạy cảm sử dụng tiền nhiều. Ở địa phương cũng thế, thì phải nói rằng là cơ quan thanh tra nè, cơ quan kiểm toán nè cũng vào cuộc và cũng đã thanh tra kiểm toán, đã kiến nghị để giải quyết xử lý những ách tắc, những cái tồn động mà trong cái việc mà tiết kiệm và trong cái lãng phí của các cơ ngành này cũng đã có một bước là khắc phục rất lớn. Rồi tôi đánh giá rất cao cái vai trò chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt là đánh giá cao vai trò của thanh tra và của tổng kiểm toán nhà nước trong cái việc mà giúp Chính phủ, giúp Quốc hội để mà kiến nghị xử lý những cái ách tắc, những cái khó khăn, những cái tồn tại trong cái chuyện mà lãng phí của các cơ ngành của trong thời gian qua. Tuy nhiên phải nói rằng là nó vẫn còn những cái tồn tại mà nhiều năm nay qua chúng ta chưa có khắc phục được. Đó là trong cái lãng phí nó rất nhiều lĩnh vực, trong đó lãng phí trong chi tiêu nè, lãng phí trong thời gian nè, lãng phí trong tiền bạc nè, lãng phí trong từ đầu tư công nè, là cũng còn nhiều cái tồn tại mà cái hướng tới cần phải có những cái biện pháp giải pháp khắc phục rất là lớn, rất là cao, mà đòi hỏi cái sự quyết tâm cao của Chính phủ
đồng hành của các cái cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng của người dân, và đặc biệt là trong công tác giám sát của cơ quan dân cử, thì tôi nghĩ rằng cái thực hành tiết kiệm chống lãng phí của chúng ta sắp tới nó sẽ được hiệu quả và nó được là khả quan hơn. Trong báo cáo của tổng của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng nói rất rõ những cái hạn chế thiếu sót đó rồi, thì tôi nghĩ rằng là mọi người chúng ta mình thấy được những thiếu sót đó, mình biết được những cái nguyên nhân đó, những cái vấn đề đó mà có những biện pháp giải pháp khắc phục, thì tôi nghĩ rằng cái trong tiết kiệm chống lãng phí thời gian tới chúng ta đạt được hiệu quả cao nhất. Qua những chia sẻ rất cụ thể của đại biểu thì chúng ta có thể nhìn nhận về bức tranh năm 2022 thì có những điểm sáng nhất định. Tuy nhiên thì việc sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước cho những chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội vẫn chưa đạt như kỳ vọng, và đặc biệt là vẫn còn tái diễn cái tình trạng là có tiền mà không tiêu được. Với những cái con số rất là cụ thể như thế này, thưa đại biểu, có 31 trên 51 bộ này, 18 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là mới đạt dưới 75% kế hoạch. Và cái tỷ lệ giải ngân những cái dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì mới chỉ đạt 42,47%. Chúng ta cần nhìn nhận như thế nào về cái sự lãng phí diễn ra tại đây? Vâng, trong báo cáo kinh tế xã hội của chính phủ ngày hôm qua, sáng ngày hôm qua đã trình bày đó, thì phải nói rằng trong công tác lãng phí, trong cái đầu tư công cũng đã thấy những cái hạn chế thiếu sót đó. Rất nhiều bộ ngành của trung ương và của địa phương là đã có vốn rồi mà không giải ngân được. Đó. Thì tôi nghĩ rằng nó trong đó cũng trình bày cũng nhiều cái nguyên nhân là lý do là không giải ngân. Có một số trường hợp bộ ngành là muốn cần có danh mục để mà đưa vào để mà được ghi vốn. Cho nên khi mà danh mục mà đã được ghi vốn rồi thì trong đó cái hồ sơ là chưa xong. Đó, một mặt khác đó là cái hồ sơ xong rồi nhưng giải phóng mặt bằng là chưa được. Đó, còn mặt khác nữa là trong về dưới về mặt pháp lý, trong cái đầu tư rồi trong cái lập hồ sơ có những cái nó vướng mà không thể nào mà được giải ngân, gì nó vướng những cái pháp lý cần thiết. Tôi cho rằng đây là những cái tồn tại mà nhiều năm qua, chứ không phải chỉ năm 2022 này mà vướng phải đâu, nhiều năm rồi chính phủ cũng đã nhắc nhở rồi, cũng đã có kiểm tra rồi, cũng có thanh tra là cũng có xử lý những cái trường hợp này rồi, và công tác giám sát của Quốc hội cũng đã nêu ra những vấn đề này mà nhưng vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, là qua công tác báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ thời gian qua, mà cụ thể là cái báo cáo kinh tế xã hội chính phủ cũng đã thấy về cái việc mà vấn đề này, và cũng nêu ra rõ luôn danh tính của các bộ ngành nào luôn và danh tính của các địa phương nào mà giải ngân dưới 70%, có những cái địa phương giải ngân dưới 50% thì cũng đã nêu ra luôn. Thì chắc chắn một điều là thì chính phủ sẽ có một cái biện pháp giải pháp khắc phục rất là tốt, cơ bản căn cơ đó là nhắc nhở những cái người đứng đầu của các ngành này, đứng đầu của chính quyền địa phương trong công tác giải ngân. Thì trước đây là không có nêu tên, không có nêu đích danh, mà kỳ này là chính phủ cũng đã nêu đích danh rồi. Thì đây là một cái mà tôi nghĩ rằng là chính phủ cũng đã vào cuộc rất là quyết liệt, cũng nói thẳng nói thật, không sợ bích lòng, để mà làm sao cho những cái người đứng đầu đó trách nhiệm với công vụ, trách nhiệm với công việc, khắc phục những cái tồn tại mà nhiều năm qua trong công tác giải ngân vốn đầu tư công chậm vì những lý do ABC đó là phải sửa, phải khắc phục. Mà tôi nghĩ rằng nhiều địa phương, đơn vị, cơ quan mà không sửa, không khắc phục được thì cũng cần phải có cái sự thay đổi về nhân sự, thì lúc đó nó sẽ hợp tình, hợp lý và sẽ có sự là đi vào cuộc cũng như cái quyết tâm của chính phủ và thủ tướng chính phủ trong chỉ đạo điều hành để lãnh đạo đất nước.